Khóa tại lúc này là cái thời pháp thoại để giúp cho các vị hiểu sâu thêm một số các khía cạnh liên quan đến cái thực hành của chúng ta. Cái khóa thiền này chủ yếu là giúp cho chúng những người mới bắt đầu đó có được làm quen với, được giới thiệu và làm quen, giới thiệu cái lợi ích của pháp thiền minh sát vipassana, cái thái độ đúng đắn khi chúng ta hành thiền minh sát vipassana và cái kỹ thuật cơ bản khi chúng ta hành thiền minh sát vipassana. Thì cái buổi tối hôm qua đó thì chúng ta đã được nghe một cái bài rất là kỹ, dài hơn 2 tiếng đồng hồ đó, về cái lợi ích của cái thiền minh sát vipassana, và sau đó có được giới thiệu kỹ thuật và cái thái độ đồng thời cùng với nhau thực hành thiền hành như thế nào theo phương pháp của ngài Mahasi. Và các vị cũng đã được sư nhắc lại rất rõ ràng rằng ngài Mahasi là một thiền sư lỗi lạc của Ấn Độ, được sự thừa nhận không chỉ trong giới tăng sĩ rất là đông đảo tại Ấn Độ mà còn được sự thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Cho đó khi mà ngài đã được sự đồng tín nhiệm tin cậy và được thừa nhận bởi những bậc đại trưởng lão có cái pháp học pháp hành thâm sâu và có những cái công phu tập luyện theo cái truyền thống Phật giáo Theravada tại Ấn Độ rất là tinh khiết và được bảo truyền cho đến tận ngày nay. Như vậy thì chúng ta cũng có cơ sở để đặt lòng tin vào những điều mà người được giảng dạy. Các thiền sư hiện nay số lượng rất đông, rất nhiều, mỗi người đưa ra một cái kinh nghiệm, một cái phương pháp thực tập của mình, tuy rằng cũng căn cứ trên cái lời Đức Phật dạy, nhưng mỗi người có cái căn cứ vào cái năng lực hiểu biết, cái công phu thực tập của mình và truyền dạy lại. Thì trong số đó chúng ta là người phàm phu, chúng ta không có phân biệt được đúng sai, chúng ta có thể thấy được cái hay cái dở của từng vị thôi, nhưng cái đúng cái sai thật sự như thế nào là chúng ta không có khả năng, không còn là phân biệt để chúng ta những người sơ cơ bắt đầu phẩm phu không thấy, không biết được đâu là bậc thánh, đâu là không phải bậc thánh. Thì cái cơ sở căn cứ để chúng ta có thể tin cậy được, để chúng ta có thể đặt niềm tin ban đầu đó là vị thiền sư Mahasi là một người thiền sư lỗi lạc có uy tín. Và cái biểu hiện có cái đặc trưng của một cái có uy tín đó là ngài đã được đề cử vào cái vị trí của người đưa ra câu hỏi, một trong hai người chính, một người đưa ra câu hỏi và một người trả lời câu hỏi tại đại lễ tập kết kinh điển lần thứ 6 tại Miến Điện năm 1956. Để từ đó chúng ta có cái niềm tin ban đầu. Thì không có niềm tin ấy, chúng ta không có thể thực tập được, tập không có kết quả. Khi mà người ta làm cái gì thiếu lòng tin, không bao giờ chúng ta đạt được một thành công, bất kỳ một thành công nào cả. Như vậy chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không đặt niềm tin một cái mù quáng, mà chúng ta đặt niềm tin trên cơ sở có những căn cứ nhất định. Và cái căn cứ đầu tiên mà chúng ta có được đó là cái sự thừa nhận của các cái vị đại trưởng lão ở Miến Điện, một trong những đất nước và quốc giáo được chính phủ và nhân dân toàn quốc ủng hộ một cách tuyệt đối. Các vị không biết là có theo dõi cái Facebook của sư không đó? Có cái Facebook là Sumangala Bhikkhu Viên Phúc đó. Sumangala tên của sư là Viên Phúc, Bhikkhu là tỷ khiêu. Tất cả mọi người đã xuất gia đều là tỷ khiêu, kể cả ngài Mahasi cũng là tỷ khiêu, các vị đại trưởng lão cũng là tỷ khiêu. Tỷ khiêu là một vị khất thực, sống bằng sức thất thực, đi trên con đường để tìm con đường giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau. Cái nghĩa của cái từ bình khu là như vậy, tỷ khiêu là như vậy. Và trong cái những cái Facebook của sư đó thì sư có đưa ra những cái hình ảnh về cái văn hóa truyền thống, văn hóa Theravada để cho mọi người có thể có cái thêm cái sự hình dung hiểu biết về cái đất nước, con người và đặc biệt là cái truyền thống văn hóa tôn giáo Phật giáo nguyên thủy Theravada.
Thì đây là cái truyền thống Phật giáo mà được bảo tồn, bảo truyền một cách tinh khiết, tinh khôi, gần như nguyên vẹn. Tất nhiên là trong quá trình phát triển, trong quá trình trong dòng trôi của lịch sử ấy, thì nó không, lúc nào nó có sự thay đổi, biến đổi. Nhưng tại cái truyền thống Phật giáo Theravada này đó, thì cái sự biến đổi so với tất cả những truyền thống Phật giáo hiện nay đó đang tồn tại thì là hầu như là ít nhất, hầu như nhất. Và thậm chí Theravada của chúng tôi đó, cái tạm gọi của chúng tôi đi, có cái được bị công kích, bị công kích rằng chê bai công kích rằng quá sao, quá bảo thủ, quá bảo thủ, quá cứng nhắc, chấp thủ vào những cái điều luật rất là chi tiết, chi li của Đức Phật đã đề ra từ cách đây 2.500 năm, mà bây giờ thì mọi cái nó cứ thay đổi nhanh như vũ bão đó. Mà tại sao chúng tôi cứ bám chặt vào đấy, từ cái ăn, cái mặc, y áo đó, đúng y xỉ như vậy, cho đến cái việc khất thực hàng ngày, để ăn, để sống, sống hoàn toàn và nhiều các cái giới luật khác, nhiều, rất rất nhiều giới luật khác được chúng tôi giữ. Vì sao như vậy? Nhưng mà chúng tôi thì không cho là như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng với những sự kiên trì, kiên định như vậy, quyết tâm giữ trì những cái lời Đức Phật dạy như vậy, cho nên ngày nay sau 2.500 năm, 2.600 năm, con người ta đó trên cái thế gian này đó vẫn còn có cơ hội tiếp cận với cái dòng giáo pháp tinh khôi, tinh khiết, nguyên thủy như vậy. Và thực sự nó mang lại lợi ích thiết thực cho rất đông những người trên cái con đường theo đuổi cái con đường giải thoát theo cái cách thức, phương pháp mà cái truyền thống của Theravada. Trong truyền thống Theravada, như sư đã từng ở bên đó nhiều năm đó, thì được chứng kiến, được nghe nhiều câu chuyện, rồi được trực tiếp gặp gỡ rất nhiều các vị đại trưởng lão thật sự có pháp học thâm sâu, có pháp hành thâm sâu và khả năng trí tuệ siêu việt. Thì chúng ta có cái may mắn như vậy. Và chúng ta đang ngồi đây trong giờ phút này đó cũng là đang tiếp tục cái góp phần vào việc bảo trì cái truyền thống đó. Tức là làm sao có các vị lắng nghe pháp, các vị thực hành pháp theo cái truyền thống Theravada, theo văn hóa truyền thống Theravada. Và các vị đang thực hành cái điều đó, và các vị cũng là người bắt đầu đóng góp cái phần nhỏ bé của mình vào cái việc bảo trì, bảo tồn cái truyền thống Theravada đó. Và trong cái truyền thống Theravada tại Miến Điện ấy, hiện nay quốc giáo này, hiện nay chỉ có ở Miến Điện này, Thái Lan này, Sri Lanka này, Campuchia và Lào, và một phần ở miền Nam Việt Nam này vẫn còn. Miền Nam vẫn còn rất nhỏ bé và mới, vẫn còn rất nhiều cái mới mẻ, vẫn còn nhiều cái đang xây dựng để phát triển thêm, và cũng gặp rất nhiều khó khăn vì cái tính chất nó gọi là cái tính chất là bảo thủ đó. chính ra là cái tính, nếu mà phương vị chúng tôi mà nói, chúng tôi nói là sự kiên định cơ, chứ không dùng cái từ bảo thủ, nó có tính chất là hơi bị tiêu cực, đúng không? Nhưng mà sự kiên định theo đuổi cái thực hiện đúng đắn cái lời Phật. Thì trong những cái truyền thống Theravada thì cũng có một cái gia tài Đức Phật để lại mà chúng được bảo tồn và bảo trì và phát triển một cách đến ngày nay đấy, đang tỏa sáng lại trở lại đó, là cái thiền minh sát Vipassana nhé, thiền minh sát đó. Và một trong những người nó khởi động lại làm cho nó phát triển rộng rãi không chỉ trong ở Miến Điện mà bắt đầu lan truyền trên khắp thế giới đó, là có đóng góp của ngài Ma Sinh vô cùng lớn, cùng với các đệ tử vô cùng xuất sắc của ngài. Trong đó có ngài Upandita, không biết các vị có nghe không, và sách của ngài cũng như ngài của ngài Upandita, của ngài Ma Sinh đã được dịch ra rất nhiều ở Việt Nam, các vị có thể tìm trên mạng, có thể nghe, có thể đọc. Ngài Upandita, viện trưởng viện Panditarama đó, là một học trò xuất sắc và viết cái quyển mà chắc các vị ít nhiều nếu mà các vị chưa biết thì các vị nên tìm đọc. Và cái quyển này là gần như cái sách để hướng dẩn để chúng ta thực hành, cẩm nang thực hành, giải thích rất kỹ lưỡng, chi tiết tất cả những vấn đề lý thuyết nhưng liên quan trực tiếp đến thực hành chứ không phải lý thuyết
sung xa vời ở đâu đó. Đó là cái quyển Ngay trong kiếp sống này, Ngay trong kiếp sống này của Ngài Upandita. Và cái quyển đó là kiểu quyển sách nói rất kỹ càng, rất đầy đủ về phương pháp thực hành thiền minh sát phong Vipassana theo hướng dẫn của Ngài Mahasi. Và phương pháp của Ngài Mahasi cũng là được truyền thừa, được đúc kết từ các vị thầy của Ngài Mahasi. Và đã được Ngài tổng kết ra, người chắc lọc ra và nhấn mạnh chỉ ra những cái điều cốt yếu cốt tủy đó và có thể thực hiện được trong cái thời đại ngày nay và vẫn bám sát được vào cái nội dung cốt tủy của lời Đức Phật dạy. Thì đấy là cái đặc điểm của cái Ngài, phương pháp của Ngài Mahasi. Thì chúng ta cũng được nhắc lại đây, phương pháp tinh sát của Ngài Mahasi đó là đặt trên cơ bản của thiền, của cái tứ niệm xứ, và Ngài Mahasi cũng nhắc nhở cho tất cả chúng ta, cho tất cả thiền sinh chúng ta rằng Đức Phật dạy không phải là một niệm xứ, hai niệm xứ hay ba niệm xứ, mà Đức Phật dạy chúng ta gì? Bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Cho nên tất cả những phương pháp nào mà chú trọng chỉ vào một khâu, một mặt nào đó, một cái niệm xứ nào đó, hoặc là hai niệm xứ, thậm chí ba niệm xứ chẳng hạn, thì cũng là không đầy đủ, không toàn diện và có thiếu sót, cho nên sẽ không mang lại cái lợi ích rốt ráo toàn vẹn được. Và thế nào chúng ta cũng vẫn phải bổ sung tu tập bằng những cách này cái khác đến những cái đó. Cho nên nhắc lại đây cho các vị thấy rõ rằng là cái phương pháp thiền minh sát của Ngài Mahasi truyền dạy chúng ta ấy, không phải là phương pháp thiền quán thân như mọi người được nghe, được truyền bảo nhau đó nhé. Dứt khoát là không phải như vậy. Những người đó là những người đã không hiểu đúng cách đúng đắn, không thực hành cách đúng đắn và đã hiểu một cách nông ca, phiến diện và đem dạy lại, truyền dạy lại, rồi thậm chí viết cả sách, giới thiệu những kiểu tổng kết rồi chỉ dẫn cho mọi người đây là phương pháp quán thân, còn kia là phương pháp quán tâm, còn kia là phương pháp quán thọ, vân vân. Người ta tổng kết theo cái cách đó, những người tổng kết theo cách đó là những người không hiểu rõ phương pháp của Ngài Mahasi, không thực tập đúng đắn cũng theo phương pháp Ngài Mahasi, cho nên có những sự truyền dạy không đúng đắn như vậy. Mong các vị cũng tránh được cái điều đó khi có cơ hội ở đây để biết là chúng ta trong phương pháp chúng ta là có phương pháp thiền là có đầy đủ thân thọ tâm pháp. Vì sao Đức Phật gọi cái phương pháp thiền minh sát Vipassana đặt trên căn bản của cái thiền tứ niệm xứ này đó là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn. Các vị có muốn giải thoát không? Các vị có muốn thoát khổ không? Các khổ các vị đã thấy đủ chưa? Hôm qua các vị đã nghe cái bài pháp đó về cái kiếp sống con người đó vô cùng mỏng manh, vô cùng nhỏ bé, vô cùng hy hữu đó, vô cùng khó khăn đó, như con rùa bù 100 năm nổi lên trên mặt nước một lần mà có được cái trúng được cái lỗ để có thể có cái khúc gỗ mà trôi dạt trên biển đó để làm người. Và chúng ta hết kiếp này chúng ta lại có thể quay lại, có thể quay lại và rất nhiều cơ hội khả năng quay lại trở lại thành con người rùa bù đó và không biết đã ngoi ngủ bao nhiêu lâu nữa các vị lại có thể làm người. Nhưng các vị đã được làm người rồi đó, cơ hội tuy rất nhỏ bé đó nhưng mà có, không phải bằng không, và các vị đang ngồi đây. Vậy thì các vị phải tận dụng cơ hội đó như thế nào, làm cái gì với cái thời gian ngắn ngủi của chúng ta có trong tay. Thì Đức Phật dạy chỉ ra cho con đường những điều thiện bất thiện, cái đích rốt ráo cuối cùng để chúng ta có thể chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi đó. Và chỉ có đạo Phật mới có thể giúp chúng ta chỉ ra con đường, chúng ta có phương tượng, có công cụ, đó là giới định tuệ, đó là bát chánh đạo đó, chấm dứt được hoàn toàn sinh tử luân hồi, không còn tái sinh nữa, vì đã có tái sinh là khổ, chúng ta biết như vậy, cứ có tái sinh là rồi già, tái sinh chắc chắn là phải già, phải bệnh, phải chết, phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, cứ cái nọ thay cho cái kia, cứ cái khổ nọ thay cho cái kia, không khi nào ngớt cả. Dù có giàu mấy đi chăng nữa, hoặc dù tái sinh một cảnh chư thiên sống hạnh phúc, muốn gì được đấy đi chăng nữa, cũng phải làm sao? Chết, già và chết, và lại làm sao? Lại tái sinh, mà đã tái sinh thì làm sao? Lại có rơi xuống bốn cảnh địa ngục,
súc sinh, ngạ quỷ, hay tu la vân vân, còn cơ hội tái sinh trở làm người và chư thiên nhỏ bé như là giọt nước trên đầu ngọn cỏ so với nước trong bốn biển. Đấy là cái lời Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thế để có thể ra khỏi cái đó, để ra khỏi cái đó thì chúng ta có con đường bát chánh đạo, con bản cho chánh đạo là con đường mà giới định tuệ. Hôm qua chúng ta đã được giải thích rõ ràng như vậy. Và bằng con đường đó thì chúng ta có thể có được cái trí tuệ, đạt được cái tâm đạo thông quả, có thể giải thoát hoàn toàn chứng ngộ niết bàn. Đó là cái đóng góp của đạo Phật, đó là đóng góp của đạo Phật nguyên thủy, đặc biệt của đạo Phật nguyên thủy Theravada đã phục hồi, đưa cái tầm quan trọng, cái thiền minh sát Vipassana trở về cái vị trí xứng đáng, được tôn trọng, được kính trọng, được thực hành, quay trở lại cái đó và giúp cho mọi người có thể giải thoát được. Còn tất cả những cái lĩnh vực khác trong xã hội của chúng ta, ví dụ như là khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, mỹ thuật, y tế, vân vân, tất cả những cái lĩnh vực đó, hoặc là các tôn giáo khác, các cái truyền thống tâm linh khác, thì chỉ giúp chúng ta làm sao giảm thiểu những khổ đau trong kiếp sống hiện tại mà thôi, xoa dịu những nỗi khổ đau đó, tìm kiếm cung cấp cho chúng ta những phương tiện có thể chúng ta có đạt được những cái gọi là thỏa mãn nhất thời sáu cái giác quan đó. Và chúng ta gọi sự thỏa mãn tạm thời sáu giác quan đó là gì? Hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc Đức Phật gọi là hạnh phúc thế gian, hạnh phúc tạm thời tương đối trong kiếp này mà thôi. Sau đó chúng ta vẫn phải làm sao? Phải chết, vẫn phải làm sao? Tái sinh, vẫn phải làm sao? Cuối cùng lại chu trình của khổ đau và phiền não, không có thể chấm dứt được, không có cách nào chấm dứt được. Chỉ có đạo Phật với bát chánh đạo, Đức Phật chỉ ra là pháp và luật nào có bát chánh đạo thì ở đó có bậc thánh, bậc dự lưu, thánh bậc nhất lai, thánh bất lai và thánh a la hán, tức là có bậc thánh chấm dứt sinh tử hoàn toàn. Pháp và luật nào không có bát chánh đạo thì không thể có những bậc thánh như vậy. Pháp và luật của ta có bát chánh đạo, và duy nhất chỉ có ở trong pháp và luật của ta mới có chánh đạo. Trên bát chánh đạo là con đường giúp cho chúng ta. Thế cái mối liên hệ giữa cái thiền minh sát của chúng ta với bát chánh đạo như thế nào? Tại sao Đức Phật trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó cũng lại khẳng định rằng: này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất dẫn tới thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đức Phật khẳng định như vậy. Một đàng thì chúng ta nghe là con đường bát chánh đạo, con đường cũng là con đường duy nhất độc nhất. Bây giờ chúng ta lại nghe đến Đức Phật cũng lại khẳng định rằng là đây là con đường duy nhất. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng làm sao? Là giữa hai cái này nó một cái sự đồng nhất, một cái sự trong cái nọ có cái kia, nó chỉ là những cái dạng giảng giải khác nhau vậy, bằng ngôn từ khác nhau mà thôi. Và thực sự đấy, nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ đấy, về mặt lý thuyết không, chưa nói đến thực hành nữa, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong bát chánh đạo đó, đúng không? Có cái phần gì? Chúng ta bây giờ điểm lại thì chúng ta biết rồi, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tám thứ đó, tám cái chi nhánh đó. Và chúng ta thấy tứ niệm xứ nó nằm ở đâu? Trong chánh niệm đó. Bây giờ hỏi đến chánh niệm là các vị phải nói ngay đến tứ niệm xứ, trong đó định nghĩa rất rõ ràng. Chúng ta đừng có học Phật bằng cách như tra từ điển, mà phải làm sao? Tra kinh điển. Đức Phật nói cái gì đó, Ngài giải thích cái đó bằng định nghĩa lại. Còn chúng ta thì cứ đi hiểu theo định nghĩa của thế gian, chúng ta không hiểu lời Đức Phật đâu. Chúng ta sẽ hiểu trong tận cái niệm đó, thì nó có cái nhiều nghĩa. Chúng ta tụng kinh ấy, tụng kinh ấy thì cũng có làm sao, cũng có cũng gọi là niệm, đúng không?
niệm được bao nhiêu lần, tụng niệm bao nhiêu lần, tụng niệm cũng bao niệm. Những cái thứ đó không phải niệm, chỉ chánh niệm như Đức Phật nói. Chánh niệm là sự ghi nhớ. Và ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ thần thọ thân pháp. Tại vì sao ghi nhớ thần thọ thân pháp gọi là chánh niệm? Nhớ đến thần thọ thân pháp gọi là chánh niệm. Quan sát một cách chánh tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, quan sát thần thọ thân pháp gọi là chánh niệm. Vì làm sao? Giúp cho chúng ta thấy được bản chất thật sự của những hiện tượng thần thọ thân pháp đó là gì? Sinh diệt là gì? Vô thường khổ vô ngã. Chính cái đó làm chúng ta có được cái trí tuệ giải thoát ở chỗ đó. Và đó là chính là cái gì mà liên quan đến giải thoát còn khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì cái đó là Đức Phật dùng chữ tránh ở đây trong chúng ta này. Chứ còn đúng đắn theo nghĩa ngoài thời gian thì có nhiều thứ đúng đắn, nhiều tiêu chuẩn lắm, đúng không? Nhưng mà cái đúng đắn ở đây, tránh ở đây, tránh chân chính, chân tránh ở đây theo nghĩa là gì? Giải thoát. Giải thoát, theo nghĩa giải thoát. Thì những cái gì liên quan là giúp cho cái việc giải thoát và khổ đau phiền não thì nó là chân chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ma, chánh minh tấn, chánh tư duy, tất tần tật đều phải là liên quan đến gì? Giải thoát. Như vậy chúng ta đã biết được cái phương pháp là trong bát chánh đạo đây có trong thì có phần chánh niệm đấy chính là tứ niệm xứ. Thế còn trong bài kinh tứ niệm xứ thì chúng ta biết là có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì cái bát chánh đạo nó nằm ở đâu? Trong bài kinh tứ niệm xứ đó, ở đây nhắc luôn nó nằm ở trong cái phần gọi là quán pháp đó. Quán pháp thì có quán gì? Năm triển cái rồi lục sáu căn sáu trần này, rồi gì nữa? Tứ diệu đế có. Mà quán trong tứ diệu đế thì chắc chắn là trong phần đạo đế là bát chánh đạo rồi, và trong phần bát chánh đạo thì nó nhắc lên chánh niệm rồi, tức là ngay về mặt lý thuyết không thôi đó, các vị đã được nhắc đến là trong đó là trong tứ niệm xứ thì có bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo thì có tứ niệm xứ. Ngoài ra còn ý nghĩa con đường độc nhất của cái tứ niệm xứ đó, nó nằm ở trong cái một số ý nghĩa khác nữa, trong đó có ý nghĩa rằng là đây là con đường không có chia, không có rẽ thì cả dẫn thẳng đến Niết Bàn, độc nhất, không còn chia trẻ, độc đạo dẫn đến Niết Bàn. Rồi sao nữa? Đây là con đường do một vị độc nhất, Đức Thế Tôn chúng ta phát hiện lại, trở lại quy luật trong ông để giúp chúng ta được vị độc nhất đó. Và thứ ba là ví dụ như là đi trên cái con đường đó, các vị phải đi một mình thôi, tiến bước một mình thôi. Tiến bước một mình có nghĩa là thế nào? Các vị không có thể trông chờ cho ai đẩy kéo đưa rước đón các vị đâu. Các vị phải làm sao? Nỗ lực tinh cấn chánh niệm tỉnh giác trong từng giây phút mà thôi để nhận ra cái bản chất thật sự của chân lý của vũ trụ, của thế gian, của toàn bộ cái thế giới này, tức là khổ vô thường vô ngã, và thông qua cái thực chứng sinh diệt của chúng ta nhé. Đấy con đường các vị phải đi một mình duy nhất. Và con đường này là con đường dẫn thẳng đến Niết Bàn. Các vị muốn giải thoát, các vị muốn thoát khổ, các vị muốn thoát khỏi phiền não, các vị muốn thoát khỏi tham sân si, các vị muốn thoát không còn khổ đau, mà các vị gặp được tứ niệm xứ, thì mình sát Vipassana, là các vị chắc chắn là các vị đi đúng đường, chắc chắn là sẽ dẫn vị con đến đích. Còn lại chỉ làm sao? Phụ thuộc của chính các vị đi được bao lâu, đi được như thế nào, có kiên trì kiên nhẫn nhẫn nại thì là vượt qua mọi khó khăn thử thách, thì kiên trì kiên trì cứ mỗi một giây phút mà các vị chánh niệm tỉnh giác đó, thấy được cái bản chất sinh diệt vô khổ vô thường vô ngã của các cái hiện tượng thân tâm đó, là các vị từng một bước đến gần đến cái đích Niết Bàn. Từ giờ đến cuối đời, trong khi đến khi chết, các vị chỉ có một bước, làm sao? Có mỗi một việc duy nhất nếu các vị muốn giải thoát đó là sao? Chánh niệm tỉnh giác đến từng giây từng phút, mỗi giây phút là một bước đến gần, mà đi được nhiều đi được ít phụ thuộc các vị thôi. Một ngày các vị đi được nhiều bước hoặc là các vị đi được ít, các vị kiên trì kiên nhẫn. Cho nên sư nói hôm qua, sư nói là các vị đừng bao giờ bỏ quên cái thiền minh sát, đừng bao giờ bỏ quên thiền, nó sẽ dẫn đến các vị giải thoát đó. Các vị có cái phước báo làm người rồi, khó khăn vô cùng rồi, mà các vị đã làm người, các
các vị có cái khó khăn vô cùng gặp chánh pháp, mà các vị cũng đã gặp chánh pháp rồi. Bây giờ còn lại phụ thuộc vào chính các vị thôi, có thực hành hay không, có làm theo hay không, có tin tưởng hay không làm theo. Thì đấy là cái. Thì hôm qua sư cũng đã giới thiệu cho các vị là cái lợi ích của nó là những 7 cái lợi ích giới thiệu đó. Ngoài ra cũng cái lợi ích khác mà sư đã nói đó. Thì gồm có những cái lợi ích ví dụ như là ví dụ chúng ta cũng vun bồi các cái phẩm chất tốt đẹp tích cực, các cái tâm tính tốt cực, và nó có giá trị ngay trong cuộc sống thực tiễn của chúng ta. Nó bao gồm các cái, nó phát triển bồi vun bồi các cái tâm tính, ví dụ như là sao tín đúng không, các vị không có tín tâm, không có sự tìm hiểu, không có sự thực hành để có cái kết quả tốt đẹp, các vị không có đủ lòng tin, không có lòng tin các vị không làm cái gì trong cuộc sống cả. Như vậy là chúng ta bắt đầu vun bồi cái tín tâm thông qua cái thực hành, cái hiểu biết, cái học tập của chúng ta có sự tín tâm và chúng ta vun bồi có niềm tin tưởng vào giáo pháp, có niềm tin tưởng vào Đức Phật, có niềm tin tưởng vào Phật pháp tăng, thì các vị tin tưởng đặt niềm tin vào đó và các vị vun bồi vào đó. Và khi có niềm tin phát triển rồi thì các vị cũng dám bắt đầu tìm cách đọc niềm tin vào đó, thì nghe lời và bắt đầu thực hành, tức là làm sao phát triển cái chánh niệm theo cái phương pháp chánh niệm có nghĩa làm sao thân thọ thân pháp liên tục trong từng giây phút. Và khi chúng ta chánh niệm rồi, chúng ta mới tinh tấn chánh niệm chúng ta phân rồi, thì trong cuộc sống cái chánh niệm nó giúp chúng ta cái gì hả? Trong cuộc sống chúng ta hàng ngày cái chánh niệm nó giúp chúng ta phân biệt được đâu là đúng là sai, là tốt là xấu, chúng ta rõ ràng là biết rõ cái việc chúng ta đang làm, hiểu rõ cái việc đang làm, chúng ta biết là đúng sai tốt xấu như thế nào, phù hợp hay không phù hợp, ích lợi làm sao, thì chúng ta mới có thể có cái quyết định đúng đắn để mà thực hành được chứ. Không có cái chánh niệm, không có cái niệm mà trong có cái trí nhớ phân biệt trong chú và trong cái quan sát các cái, thì chúng ta không có khả năng đó. Và sau khi là con niệm phát triển rồi, và chúng ta lại nỗ lực tinh tấn giữ tâm trên cái đối tượng quan sát đó, tức là chúng ta đang vun bồi cái gì, kiên trì kiên nhẫn, cái sự đeo bám, cái sự gì, cái định tâm bắt đầu phát triển. Cái định tâm nó giúp cho chúng ta làm sao trong cuộc sống đó, mà không có định tâm, không có đeo bám cái mục tiêu mục đích ấy, chúng ta có đến đích được không, hay là chúng ta sẽ bỏ cuộc. Chúng ta rất hay bỏ cuộc vì một cái lý do mà sư nói đây, chắc các vị ai cũng đã từng gặp, từng nhục mình, rằng là khi gặp khó khăn á, các vị không tìm mọi cách để vượt qua á, mà các vị quay lui á, xong các vị bảo tìm con đường khác ấy, và các vị cho có một cái lý do rằng là muốn làm sao tìm con đường thích hợp nhất đối với mình, có phải vậy không? Cái lý do đấy. Thế là chúng ta làm sao? Cứ khó khăn chúng ta định tìm cái con đường phù hợp với mình, cứ bảo nó không phù hợp với mình. Đời nào cũng phải làm sao mà vượt được qua và đi tiếp được. Lúc nào các vị cũng quay đi tìm con đường đúng đắn, con đường phù hợp thôi, không tìm con đường đúng đắn. Đúng đắn nó sẽ gặp khó khăn, và vượt qua khó khăn là các vị tiến bước thêm, phát triển mặt tâm linh, vượt qua cái ngưỡng đó là các vị lại tiếp tục phát triển được. Các vị cứ đụng đến cái ngưỡng là cần phải vượt qua đó. Vượt qua con sông này, vượt qua cái núi kia thì bắt đầu tiến bước được. Các vị cứ đến đây, các vị quay lui, các vị bảo sao con đường này nó không phù hợp, nguy hiểm lắm đấy nhá, rất nguy hiểm, các vị cảnh giác cái đó nhé. Thì chúng ta lại phải có cái cảnh giác đối với những cái tư tưởng kiểu như vậy. Chúng ta đa phần là chúng ta chỉ đi tìm cái dễ dàng, chúng ta mà đi tìm cái đúng đắn mà làm. Đã đúng đắn thì có lúc nó dễ, có lúc nó không dễ đâu, có lúc nó thuận lợi, nó cũng không thuận lợi đâu. Nhưng mà các vị phải phân biệt, mà muốn phân biệt được đúng sai tốt xấu đấy, các vị cũng không thể tự biết được đâu, mà phải làm sao con nhờ có sự chỉ bày chỉ dẫn thì có vị đạo sư là Đức Phật rồi. Còn nhưng mà trong đấy vẫn còn những cái điều khúc mắc, vẫn còn những điều chúng ta cái tầm hiểu biết chúng ta chưa đạt tới được, thì cần đến các vị thầy, các vị bậc thiền sư, các vị các bậc đã được tu luyện chân nhân, các vị thiện trí thức đó, giúp chúng ta chỉ bày cho chúng ta phải theo bám vào cái đó, nương theo cái đó mà đi. Rồi chúng ta lại phải tự mình rút kinh nghiệm, tự mình chiêm nghiệm, chứ đừng có tin ngay 100%. Bây giờ gặp ông nào cũng bảo ông hay, ông nào cũng khoe ông giỏi, các vị cứ giơ tay ra người ta dắt, chứ không biết các vị người ta dắt các vị đi đâu, các vị chưa chắc không biết. Các vị
đặt niềm tin, nhưng mà công việc cũng phải làm sao, phải suy xét rồi thì làm sao, phải thực hành xem nó đúng, nó sai, nó tốt, nó xấu như nào, có ích lợi thật sự không, rồi chúng ta hãy tiếp tục nhé, chứ không phải là mù quáng chúng ta đặt tin tưởng 100% vào bất kỳ một việc gì, kể cả những lời người ta cứ bảo Phật nói đó nhé. Chúng ta hay bị mắc cái đó, cứ đinh ninh là Phật nói thật, nó nhiều khi không phải, người ta cứ nói thay Phật. Người ta cứ bảo Phật nói như này, Phật nói thế kia, Phật giáo nói thế này, Phật giáo nói thế kia, còn chúng ta thì làm sao, không đủ trình độ để phân biệt. Bây giờ làm nào bây giờ? Khó nhỉ? Hả? Khó quá chứ. Làm sao phân biệt được? Không biết cách nào phân biệt, thì ông nào nói mày, ông nào. Nhiều người, hôm nay hôm qua sư thấy ở đây có phát một số cái tài liệu miễn phí, kể cả USB. Trong đó sư nhìn và giật mình cái thót đấy. Các trình bày, cách trình bày cái Tứ Diệu Đế, rồi Phật giáo, rồi Bát Chính Đạo. Một nửa đúng, một nửa sai. Một số cái nó cứ chèn cái ý của mình mà thôi được, bảo cái người này chắc trình độ nó hiểu cái này thôi, người ta làm như vậy. Lật lại sang sau thấy các cái phần USB, các cái thẻ nhớ ghi các cái bản trộn lẫn tất cả các vị lại nhau, trong đó có một số vị rất là có vị ý kiến phân tích rõ ràng, chỉ ra rõ ràng là có những cái vấn đề mà nó không được là có được coi là có thánh kiến, bị coi là có tà kiến, thậm chí những người tương đối là được công luận công khai, người ta chỉ rõ ra được, nhưng mà vẫn cứ để trong đấy lẫn lộn. Tức là có vị, tức là trên cái của người ta đưa cho các vị ấy, có một số cái đúng, ông từ những cái đúng bắt đầu người ta trộn những cái ý kiến của người ta vào này, rất khó đó, rất khó. Các vị phải biết đặt lòng tin vào ai, tốt nhất là những người nào thật sự có uy tín đã. Thì cái đấy là một cái cũng là khó của các vị trong việc, ngay cả những người có uy tín ấy, người ta cũng trình bày cái ý kiến của người ta. Thế bây giờ lại phải cái mức cuối cùng là phải làm sao, phải theo kinh điển xem nói đúng kinh điển không. Ví dụ như là sư thấy trong đó người ta nói những cái điều mà nó không đúng sự thật, nhưng mà chúng ta từ lâu chúng ta cứ móc vào đấy, chúng ta cứ coi đấy là Phật, nhưng mà chúng ta không có thời gian chúng ta đi phân tích cái đó, chúng ta cứ tập trung cái việc của chúng ta đã nhé. Ngay cả những điều mà chúng tôi nói ở đây đó, bảo lời Phật đó, các vị có sẵn sàng, các vị có thể kiểm tra được. Bài kinh Tiệm Xứ sư nêu rõ nguồn gốc của nó rồi, các vị về đọc lại xem có đúng vậy không, phải bảy cái lợi ích Đức Phật khẳng định như vậy không, để các vị ai theo ví dụ nhé. Người khác lại bảo là Tứ Niệm Xứ dẫn đến cái lợi ích này, lợi ích kia, ABC gì đó, còn ngoài cái đó thì chúng ta lại bắt đầu xem lại, cái vấn đề này có chút suy diễn ở đây. Như vậy chúng ta ở đây, chúng ta biết cái phương pháp thực hành thiền sa ba ba đấy, chúng ta nhấn mạnh một số cái điều liên quan đến thực tế thực hành của chúng ta, là chúng ta phải nắm được ba cái câu hỏi hôm nay nhắc lại để các vị nhớ, các vị thuộc, các vị thực hành. Một là trong thiền minh sát chúng ta phải trả lời một cách minh bạch rõ ràng ba cái câu hỏi là gì, cái gì, chúng ta quan sát cái gì, chánh niệm tinh tấn, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác quan sát cái gì, trong khi thiền tọa, trong khi thiền hành, trong khi thiền sinh hoạt hàng ngày, phải rất rõ ràng minh bạch từng giây từng phút. Còn đến lúc đấy không băn khoăn, không biết mình quan sát thì có đúng có sai như nào, không phải. Rồi sao nữa? Như thế nào? Thế bây giờ như thế nào? Liên tục tụng mình. Các vị đã về xem lại cái bài giảng ngày Ma Si chưa? Trong đó có nói liên tục không? Trong đó có nói liên tục thì đưa nó đến tỉ mỉ không? Hả? Kiểm tra lại đi, xem lại đi. Ngay lập tức các vị có thể kiểm chứng lại cái việc đấy mà. Hả? Hả? Để xem lại đi nhé. Sư còn được yêu cầu cái này, các cái vị thiền sinh mới mà ấy, các vị gạch đít cho sư trong cái bài hướng dẫn đó, bao nhiêu lần ngài nhấn mạnh bằng dùng cái từ liên tục, bao nhiêu lần, để chúng ta hiểu được cái gì, tầm quan trọng của sự liên tục. Không có sự liên tục chúng ta chả có cái kết quả gì đâu. Cái sự hay biết của chúng ta toàn là gì, văn tuệ thôi, tư tuệ thôi, nghe của người khác thì tự nghĩ, tự suy, tự tưởng tượng, tự biên, tự diễn thế thôi. Kinh nghiệm trực tiếp nó ít lắm, hoa ít, không có đáng kể gì cả. Thế thì chúng ta liên tục tìm hiểu. Và cái câu cuối cùng để gì? Hả? Để gì?
thực chứng nhé, tự mình thực chứng, tự mình kinh nghiệm nhé, cái đó mới là quan trọng, cái đó nó không ra ngoài cái văn tuệ và tư tuệ. Tự mình thực chứng, thực chứng cái gì, kinh nghiệm cái gì, sự sinh diệt của các hiện tượng. À, đấy là một trong những cái yếu tố các vị sẽ phải bám vào để các vị hướng tâm vào ngay lập tức trong cái việc thực hành. Nhiều người không để ý đến cái này đó, cứ quan niệm xuông thôi đó, để quan sát một cách hời hợt đấy mà không thấy được cái sự sinh diệt của tất cả các hiện tượng đó. À, thì các vị chẳng có gì đâu. Các vị cứ bảo tôi hay tôi biết, tôi hay tôi biết, tôi tỉnh giác, tôi hay tôi biết, cũng giống cái hay biết của sao con trâu con bò nó cũng hay biết. À, nó không có gì nào mình xác trong đấy cả. Vì sao? Nó đồng hóa cái gì, nó không thấy được cái bản chất của tất cả những hiện tượng mà nó thấy nó biết ấy, là nó sinh diệt. À, chúng ta không hướng tâm vào cái đó chúng ta không thấy được đâu. À, hướng tâm ngay ban đầu thì thấy nó rời rạc khó khăn như thế, nhưng lâu sau dần dần chúng ta thấy mọi cái cứ sinh ra gì đi, sinh ra gì đi, sinh ra gì đi, ngay lập tức không có cái cách nào có thể dừng lại. Và từ đó chúng ta mới có thể làm sao không có thể không bám víu, không chấp thủ, không tìm kiếm, và chúng ta mới có thể làm sao ly dục ly tham và tự mình giải thoát. Đơn giản con đường chúng ta như vậy. Thế để phát triển cái thiền định sát này đó, thì chúng ta có mấy cái mà chúng ta cần phải chú ý. À, cần phải chú ý. Và cái thiền định sát này chúng ta khi mà thực hành đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự ngay từ đầu là phải chú ý cái sự vô thường, vô thường của mình. Nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác mà thấy được cái sự vô thường đó, thì cái đó không gọi là thiền minh sát được đâu. À, chính chánh niệm không thôi đó thì là không đủ đâu nhé, chánh niệm không đủ. Và chúng ta cần phải chú tâm vào sự vô thường, chú tâm ngay lập tức vào sự vô thường. Chính là chúng ta là phải chú tâm vào đó, chứ đừng có phòng phòng xẹp xẹp mà cứ niệm xuông vậy rồi quan sát xuông vậy rồi biết hay biết xuông vậy thôi là đúng. Phải thấy sự sinh diệt của cái phòng xẹp đấy chứ, rồi trong cái phòng xẹp đấy những cái gì nó sinh nó diệt chứ, cái cứng cái mềm mà cái nóng cái lạnh ấy, nó có suốt trong quá trình phòng đó, nó cũng thay đổi đấy chứ. À, chúng ta quan sát cái đó. Rồi làm sao nữa, chúng ta phải quan tâm và tôn trọng cái việc hành thiền, quan tâm và tôn trọng. Cái này vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không tôn trọng, không quan tâm, không kính trọng pháp cũng thực hành, các vị cũng không có kết quả được. Và cái thứ ba ấy, là chúng ta cần phải liên tục không gián đoạn. Liên tục không gián đoạn, không có gián đoạn. Nếu mà không có sự liên tục thì cũng giống như là một cái sự muốn lấy lửa bằng cách cọ sát hai cái cúc cổi khô với nhau. Chúng ta cứ làm một chốc chúng ta buông, làm một chốc chúng ta buông, làm một chốc chúng ta buông, không khi nào có lửa. Trí tuệ cũng vậy. Khi được cái định lực, có sự tinh tấn nỗ lực bám trên đối tượng, tức là cái định lực nó phát triển với chánh niệm, cùng đi cùng với chánh niệm, thì cái tuệ nó phát sinh, cái lửa trí tuệ nó phát sinh, nó bùng phát. À, thì cái thứ nhiều nữa là chúng ta phải luôn kiểm tra, suy xét lại, xem lại những cái điều kiện nào thuận lợi mà nó giúp chúng ta trong cái hành thiền này, những lúc nào chúng ta thấy có nó những chúng ta có thể quan sát một cách liên tục, một cách tỉ mỉ đó. À, những cái lúc đó chúng ta nhớ là cái điều kiện là như thế nào, chúng ta áp dụng lại. Nhé. Ví dụ điều kiện hàng ngày phải vào ngồi trong hàng ngày sinh hoạt ngày đó, phải ngồi một chỗ và có cái thời gian nhất định. Ví dụ thế nó giúp cho chúng ta phát triển một loạt các cái tính tốt, cái tâm sở tốt đẹp. Và cái nữa là phải phát triển cái thất giác chi. Cái đó thì chúng ta sẽ nhắc sơ sư là sẽ có gì thì chúng sẽ nhắc kỹ thêm. Và cái nữa là phải dũng cảm tinh tấn, rồi thì phải kiên nhẫn và có nghị lực quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Nhưng trong những cái yếu tố này chỉ cần các vị tập trung ba cái yếu tố đầu tiên á, sự hành thiền của các vị sẽ tiến bộ rất nhanh. Ba cái yếu tố tiên gồm cái gì? Chú tâm vào sự vô thường ngay lập tức, chứ không phải niệm xuông biết xuông hay biết xuông, không có cái chuyện đó. Tập trung ngay vào nó sinh nó diệt ra làm sao, nó thay đổi ra làm sao, như thế nào. Thứ hai là quan tâm tôn trọng pháp hành thiền, và thứ ba là liên tục không gián đoạn. Chỉ riêng ba cái này là quý vị hành thiền sẽ rất tiến bộ rất nhanh. Ở đây chúng ta nhắc lại cái việc tôn trọng pháp hành thiền. Pháp là có mấy ví dụ Đức Phật dạy chúng ta đó. Cái ví dụ đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta là cái ví dụ khi một người đi qua một cái vực sâu mà bằng một cái cầu độc đạo, bằng một cái khúc gỗ của thân cây đó, bắc qua cái
con cái vực sâu qua qua một cái hẻm từ bên nọ sang bên kia đó, khi nó đi qua những cái đó các vị phải làm sao? Thận trọng từng ly từng tí, thận trọng từng ly từng tí. Cái việc hành thiền của mình sao chúng ta phải cố gắng giữ cái hình ảnh của cái người đi qua cái cầu độc đạo, vượt qua cái hẻm sâu đó để mà thực hành, thì lúc đó nó mới có kết quả. Chứ chúng ta cứ tập cũng được, không tập cũng được, chơi biết như vậy là đào tập cho nó biết, thích thì tập, không thích thì thôi, này nó không có kết quả gì hết. Ví dụ thứ hai mà Đức Phật dạy, mà chúng ta nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng pháp hành, thực hành như thế nào ấy, nó liên quan đến câu chuyện của một cái vị tử tù đó. Nhà vua có một cô gái rất xinh đẹp, biểu diễn rất hay, dân tình rất là ưa chuộng, rất là thích thú, mỗi lần theo dõi các cô nhảy múa đi dọc đường, ca hát trên đường. Đức Phật nói với cái tử tù, nếu người mà đi theo cô này suốt đi quanh một vòng quanh thành mà không để rơi một giọt dầu nào trong cái bát dầu này đó, thì ta sẽ xe tha tội chết cho người. Còn nếu người đánh rơi dù chỉ một giọt thì sẽ chém đầu nhà ngươi. Cho người tử tù một cái cơ hội như vậy. Và người tử tù đó thì không còn cơ hội nào khác, đây là câu duy nhất rồi, phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác cả. Và bắt đầu cầm cái bát dầu đó đi theo cô gái nó suốt, vui chơi nhảy múa cô ca hát nhảy múa suốt cái quãng đường quanh thành đó, quay trở về và không một giọt dầu nào bị rơi. Nhà vua hỏi lý do gì mà ngài mộc và vị và nhà ngươi không đánh rơi một giọt dầu? Nhà ngươi không thấy cô ấy hát hay à, cô đàn giỏi à, cô múa đẹp à? Bảo không, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có một cái tâm niệm làm sao giữ cái giọt dầu nó khỏi sóng sánh. Tôi không biết cô ấy làm gì, không nói, không để ý, không để ý. Thế đây là mạng sống của tôi. Tôi phải thoát chết. Thì tôi phải như vậy. Thì tập trung vào cái mục đích cái hành thiền minh sát của chúng ta, dùng cái ví dụ đấy, Đức Phật nói như vậy để dạy các vị khi mà thực hành tôn trọng cái pháp hành thiền, nó phải đến cái mức như vậy. Như là gì? Giao kể cổ đó. Khổ lắm rồi, khổ muôn đời muôn kiếp, khổ lắm rồi. Vậy thoát bằng cách nào? Nếu không thoát lại tiếp tục sinh tử luân hồi, lại đau khổ, lại tiếp tục như vậy, không có cách nào để thoát được đâu. Bây giờ chỉ có con đường này thôi, có cách này thôi. Thế vậy thì toàn tâm toàn lực mà chúng ta theo đuổi cái đó, thực hành cái đó, tôn trọng pháp. Đấy là cái ví dụ như vậy. Còn rất nhiều câu chuyện khác, nhưng mà vì cái khả năng thực hôm nay của chúng ta đến đây là cũng không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta hẹn các buổi sau, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái pháp thoại và sẽ giúp cho các vị hiểu thêm về cái phương pháp thực hành thiền minh sát này. Nhưng mà trước khi đấy thì xin nhắc lại để các vị nhớ, đối với sư quan trọng nhất là nhớ, không có nhớ là các vị không làm. Thì cứ nhắc đi nhắc lại cái điều đó và nhấn mạnh cái điều đó, các vị mà muốn thực hành các vị phải nhớ. Nếu các vị không nhớ, các vị thực hành theo ông hàng xóm và hàng xóm thôi, không nhớ lời Phật trong đầu, lời giảng dạy của tiên sư, các vị cứ nghe ông hàng xóm bằng bà hàng xóm xúi cái gì làm cái gì đó, bạn bè xung quanh nó xúi cái gì nó bảo cái gì đó, là nghe theo là làm theo. Còn nếu nhớ lời Phật thì nó sẽ làm theo lời Phật, nhớ theo lời hướng dẫn của tiên sư thì mình sẽ làm theo lời hướng dẫn tiên sư, có phải vậy không? Cho nên các vị phải nhớ, nhớ ở đây là gì, cái gì như thế nào để làm gì, tôi là chắc chắn rồi nhé, về triển khai nó ra, kỹ lưỡng nó ra, rồi sao nữa? Nhớ cái gì nữa? Nhớ những cái lợi ích của thiền minh sát như thế nào? Có nhớ cái bảy lợi ích đấy không? Khi nào mà gặp khó khăn đó, xem nó có phải rơi vào trong bảy cái trường hợp đấy không? Chắc chắn rồi, 3, 4 cái trường hợp, 5 cái trường đầu tiên là chắc chắn rồi. Không ta, thanh không tâm nó bị ô nhiễm, bị phiền não thì chắc chắn rồi. Sầu não, khổ yêu là chắc chắn rồi. Không ra khỏi mấy cái thứ đấy đâu. Và Đức Phật thì cho chúng ta làm sao? Cái công cụ, cái phương tiện, con đường đấy rồi. Các vị cứ đừng đến tìm đến sư bảo sư ơi dạy cho con cái gì để con thoát khổ cái này, con khổ quá. Dạy rồi, các vị không làm. Hoặc làm là làm sao? Muốn có kết quả ngay, có đâu. Các vị cứ gieo nhân đi rồi nó sẽ ra kết quả. Từng bước, từng bước, từng bước.
cứ làm chưa làm được làm lại, chưa có kết quả thì cứ tiếp tục mà đi thôi. Tại vì đã có kết quả làm sao được, đã đến đích đâu mà còn có kết quả. Chuyện chưa đến đích là chuyện đương nhiên, không có gì khác, không có gì, cho nên chưa có quay còn là chuyện đương nhiên. Và chúng ta có phải làm sao? Qua sư nói là một cái từ gì đó, làm lại, có bị nhớ chưa? Làm lại cái gì? Chánh niệm, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, quan sát, ghi nhận các hiện tượng trên thân tâm ta để trên ngự sầu yêu khổ nạn. Thế thôi, cứ làm lại cho sư nhé. Một kêu ca trên vai trên mọi gì cả, phải làm gì cả. Như vậy chúng ta đấy, cho con thể có một chút thời gian nữa, còn một ít thời gian có thể có một số câu hỏi, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi. Không có cái gì hay ở đây nào. Kính sư, lúc con ngồi thiền sanh đau nhức quá, làm cách nào để giảm đau nhức? Hả? Các vị ngồi thiền để làm giảm đau nhức à? Các vị đứng lên đi ra đường thiền ngồi thiền hết đau nhức cái gì đâu? Hả? Không phải không? Các vị đừng ngồi thiền khỏi đau nhức, các vị ngồi thiền thì nó đau nhức. Bây giờ các vị lại muốn vừa ngồi thiền vừa muốn không đau đau nhức, chắc chắn nó sẽ đau rồi, đau nhức rồi, nhất là những người mới này, nó chưa quen là một này, đúng không? Nó chưa được rèn luyện, chưa có thói quen thì nó sẽ đau nhức. Mà trong sư giảng hôm qua rồi, khi đau nhức thì làm sao? Hả? Quan sát nó, đến khi mà thật sự đau không thể chịu được nữa thì làm sao? Hả? Giữ thêm chút nữa. Đừng đụng tay nhẹ. Cố lên thêm được thêm ít phút nữa. Hả? Cái cố thêm ít phút nữa rất quan trọng đấy nhé. Thiền của chúng ta cái thành công hay không nó là nằm mấy cái chỗ cố lên tí nữa đấy. Nhưng mà bình thường nó chả có gì để các vị rèn luyện đâu, các vị tôi luyện cái tâm của các vị đâu. Chính cái lúc đấy là các vị đang tôi luyện cái tâm của mình đấy, đang rèn giũa tâm kham nhất, kiên nhẫn, kiên trì đối diện với khổ đau, đối diện với chân lý, thể nhập với khổ đau, thể nhập với chân lý với khổ. Đức Phật nói rồi, tứ diệu đế đó, ai mà thể nhập được một trong bốn cái tinh đế đó là thể nhập ba cái đế còn lại. Và trong trường hợp này của chúng ta, chân lý về khổ nó đang làm sao? Nó đang hiển lộ đó, nó đang lổ lộ đó, đang mời gọi chúng ta thực chứng đó. Mà chúng ta thực chứng cái đó là chúng ta được giải thoát đó. Thế mà chúng ta làm sao? Chúng ta thấy đau thì chúng ta làm sao? Muốn tránh. Tránh thì lấy đâu thể nhập. Xong thì bảo con biết khổ rồi. Biết cái khổ đấy chỉ biết cách biểu hiện của nó, chưa biết được các cái trong cái đặc tính của nó đâu. Hoặc tính là vô thường, khổ, vô ngã của cái khổ ấy đâu. Chúng ta không thực chứng được cái đó, chúng ta chỉ biết cái khổ theo cái cảm thọ đấy thôi. Ai cũng kêu khổ, nhưng mà biết cái khổ đấy không thực, không giải thoát được đâu. Thế nên thì cái kiểu cái khổ kêu ca phản nàn, tìm cái giảm đau, tìm cái trốn tránh, tìm cái sự không có cách nào giúp các vị đâu. Cái đấy là cái chìa khóa để dẫn đến gì? Thể nhầm chân lý đó. Cái đau cũng đau nhất đó. Tất nhiên chúng ta sẽ có lúc nó không chịu được. Thầy sư cũng nói rồi, trong trường hợp đấy đau quá không thể chịu được nữa rồi thì cố thêm tí nữa. Sau khi đã cố thêm tí nữa rồi mà không được thì hãy làm sao? Tạm thời rút lui nhưng có chánh niệm. Chánh niệm. Chứ các vị ngồi thiền mà cứ đòi làm sao mà nó không đau, không nhức, không có cái gì hết, cứ như là lên mây lên gió thì đấy, cứ lâng lâng rồi cái đấy cũng có nhiều người đạt khi mà có định nó xuất hiện đó, thì cũng có. Nhưng cái đó không phải cái mục đích của thiền minh sát nhé. Mà khi cái đó xuất hiện cũng phải làm sao? Quan sát, ghi nhận rằng là nó cũng làm sao? Vô thường, nó đến, nó đi, nó không tồn tại. Ngay cái cảm giác dễ chịu, nó nâng nâng, rồi nó đi, nó mất. Các vị mà bám víu vào rồi, buổi thiền hôm nay có, ngày hôm sau lại muốn. Rồi tháng sau lại muốn, mà hồi trước tôi tu thiền tốt lắm, tôi ngồi tôi sướng lắm, sau bây giờ nó lại như thế này. Thế là làm sao? Các vị nhắm mắt vào với thực tại thực tế là nó vô thường. Vô thường là hôm nay, hôm nay mai nó có quyền khác. Hôm nay tốt thì mai có thể xấu, hôm nay xấu thì mai có thể tốt. Chả có lúc nào nó giống nó, tại sao lúc nào tâm mong nó cứ như nhau ấy, y xì như nhau vậy đó. Hả? Rồi đi tìm kiếm ba cái thứ mà Đức Phật nói rõ ràng là chẳng có gì là đứng yên giữ nguyên vẹn cho các vị, để các vị bám víu tìm cầu cả đâu. Tất cả nó thay đổi mà, không có gì ở đấy đâu, trống rỗng hết mà.
không có gì cả đâu, không có gì hay ho trong thứ đấy đâu, nó chỉ tạm thời trong đấy thôi. Đấy là cái chân lý, nó có bị thể nhập cái đó, các vị giải thoát, các vị không mong đợi, nó không chấp thủ, không tìm kiếm nữa, thì các vị mới được giải thoát. Các vị vẫn cứ muốn tìm cái làm sao, những cảm giác dễ chịu, cảm giác khổ đau không chịu được, bây giờ muốn tìm cái khác thay thế, cứ loay hoay thấy cái khổ nọ thay cho cái khổ kia, lấy cái khổ ngồi nhiều lắm, khi ngồi nhiều thì đau nhức thì thay bằng cái gì, dịch chuyển đứng lên, đứng lên có đứng được mãi không? Lại phải đi, đi được mãi không? Có sướng không? Đi được sướng quá, đi mãi đâu, lại phải ngồi, ngồi lại phải nằm nằm, cứ hết cái khổ nọ thay sang khổ kia, các vị cứ loay hoay như vậy đến đời nào các vị thể nhập chân lý. Người thường người ta không thể nhập được vì người ta làm sao? Luôn 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 chúng ta chưa biết con đường này, chúng ta muốn tránh né, cho nên đành rằng là chúng ta không thể nào lúc nào cũng chịu được được cái ngưỡng nó có nhất định, nhưng mà chúng ta phải học cách đối diện với nó, hiểu thể nhập cái chân lý đó bằng thực chứng, bằng kinh nghiệm, chứ không phải bằng cái gì, không bằng lý thuyết suông. Lý thuyết suông thì ai biết, mà khổ lắm, đời khổ lắm biết rồi. Tôi nhớ là hôm trước tôi khổ lắm, tôi đau lắm, nhưng bây giờ này cái gì đang khổ đang xảy ra này, cái gió mát này có phải khổ không? Hả? Khổ đó, tại vì sao? Chúng ta cũng dính vào đây rồi, đến lúc không có mất điện cái là chúng ta kêu rời cứu đất nên ngay lập tức. Rồi thì ngày xưa cứ vậy thôi, đi tập đi tu tập, lúc đầu chả biết, cứ bám víu rồi tìm cái điều kiện này nọ, cho rằng như thế mới là nó thuận lợi cho việc tu tập. Chả phải, mình ngồi đây này thấy nóng thì ra bật quạt, các vị khác thì mình thì mát thích, nhưng người khác thì em sao rét khổ. Cũng là cái việc ấy thôi, mỗi người một khác, nó chả phải sự thật mà. Đối với người này thì như này, đối với người khác thế, người ta ra người ta tắt, người ta ra tắt thì mình làm sao, mình lại ra mình bật. Người ta bật thì bật, thì người ta lại ra tắt, cứ thế tranh chấp nhau chẳng nói câu nào, cứ tranh giành với nhau hoài như vậy. Đến lúc một lúc nào đó thì mới cũng phải hiểu ra, thấy là thì phải cảm nhận và chịu đấy chứ, rồi thì nghe rồi hiểu ra là nó phải đối diện với nó đấy chứ, rồi thì cứ tập dần mới quen. Thế bây giờ muốn bật thì bật, muốn tắt thì tắt, làm gì được, tôi ngồi chỗ nào được, tôi đang ngồi chỗ này, anh ngồi chỗ này, tôi ra chỗ khác, hồi đầu đừng có hỏng, chỗ này chỗ của tôi, khổ lắm, cái gì của tôi cũng gây ra đau khổ cả, không có gì không, cứ cái gì dính đến của tôi là gì đó tổ, cái điện thoại này ấy, của người khác mà mất ấy, chả sao rồi. Của tôi mà mất, đau xót, khổ đau, phiền não, cứ cái gì dính đến của tôi là bắt đầu là nó có phải của tôi đâu chứ, khổ thế. Chúng ta cứ tưởng kể cả cái thân xác này cũng Đức Phật cũng bảo sao, không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta đâu. Đức Phật nói là tất cả sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Vô thường. Tại trả lời như vậy, Đức Phật vô thường là khổ hay là khổ? Vì sao? Nó cứ thay đổi thì lấy đâu mà sướng được. Sướng nó mất liên tục, có cái nó mất ngay, sướng cái nó cũng mất ngay. Nó không có coi là, và chúng ta cứ đi tìm, muốn giữ những thứ đó. Cứ lại khổ, lại trồng lên khổ, có vậy thôi. Rồi sao nữa? Đã vô thường khổ như vậy thì làm sao? Vô ngã, có phải vô ngã, có lý gì mà coi đây là ta, là của ta, là bản ngã của ta không? Không phải, thân này không phải, sắc thọ tưởng hành thức này không phải. Nếu thân này của ta thì chúng ta làm sao? Ta ra lệnh, ta điều khiển được. Này, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết nhé. Cứ như trẻ đẹp mãi nhá. Đừng có xấu xí như này, đừng có đau ốm như này. Rồi cái tâm này của ta là phải ngồi tập trung nhé. Ra lệnh nó đi. Đừng có tham nữa, ra lệnh nó đi. Đừng có sân nữa, ra lệnh nó đi. Sao nó được không? Hả? Nó là kết quả, nó là nghiệp. Kết quả của nghiệp. Không điều khiển được. Vậy chúng ta, cái đó là gì? Vô ngã, không phải ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Và cái gì không phải ta, không phải của ngã của ta thì Đức Phật nói rằng hãy từ bỏ nó đi, từ bỏ nó đi, các ông được hạnh phúc an lạc. Nhưng mà chúng ta bây giờ bảo từ bỏ đi, từ bỏ như thế nào? Cách nào? Theo các vị, hả? Từ bỏ bằng cách nào? Từ xưa đến nay chúng ta toàn được dạy học là phải từ bỏ đó. Tham sân si, từ bỏ, cũng buông, cũng bỏ đó. Toàn vô khẩu hiệu như vậy đó đó. Mà chả biết từ bỏ cách nào. Theo các vị từ bỏ bằng cách nào? Hả? Hả? Từ bỏ bằng cách nào? Hả?
trong Phật giáo cũng phải nhớ cho sư một điều ấy. Từ bỏ này, đoạn diệt này, đoạn tân này, vân vân này, tất cả đều bằng hả? Bằng bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ. Tất tần tần bằng trí tuệ. Giới định tuệ, chúng ta tụ tập giới không phải để khen, không phải để người ta cúng dường, không phải để có thành ấy, mà để có thể có khả năng định. Định cũng không phải để người khen, cũng phải để có thần thông, để cái này nó, mà để phát sinh trí tuệ. Trí tuệ cao tột là trí tuệ gì, có biết không? Trí tuệ cao tột giúp đến giải thoát, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi. Biết trí tuệ gì không? Đạo và quả đó. Đạo và quả, cái đạo tuệ và quả tuệ đó, cái tâm tâm tuệ đó, tâm tuệ mà có cái tên đặc biệt là tâm đạo và tâm quả, chứng đắc đạo quả, tức là cái tâm đạo và tâm quả đó nó xuất hiện. Khi đó nó xuất hiện ở bốn cái mức độ khác nhau của bốn tầng thánh đó, đạo quả của bốn tầng thánh đó, bậc thánh đó, tám bậc thánh đó, đạo và quả của thánh Dự Lưu, đạo và quả của thánh Nhất Lai, đạo và quả của thánh Bất Lai, đạo và quả thánh A La Hán. Ta từ bỏ bằng cái gì? Chấm dứt bằng cái gì? Đoạn tận bằng cái gì? Nhắc lại. Bằng trí tuệ. Nhé. Không phải cắt tai sửa mũi vứt đi đâu. Ngay cả tài sản của chúng ta từ bỏ bằng trí tuệ đấy nhé. Trí tuệ. Chứ không phải đem cứ cục cải cứ vứt ra đường thì chúng ta có thể từ bỏ được nó đâu đó. Chúng ta lại muốn cái khác thay cái đó, muốn tên, muốn tuổi, muốn công, muốn danh chẳng hạn, muốn thứ cái nọ, thứ kia, muốn phước báo này nọ, thứ chưa chắc nó phải từ bỏ đâu chứ. Hiểu chưa? Từ bỏ bằng trí tuệ ở đây là gì? Thấy được trí tuệ gì đấy? Thấy được bản chất thật sự của các sự vật, sự việc đó. Bản chất của nó là gì? Sinh diệt, lại quay đi quay lại, nó là đấy đó. Các vị làm sao mà thấy thấu được cái đó thì các vị sẽ không tập được. Các vị đừng có loay hoay tìm cái gì ở đâu mà. Nó ở ngay đấy đó, trong từng giây phút các vị thấy sự sinh diệt đó, là các vị đang buông bỏ trí tuệ đó. Là có thể từ bỏ, có thể buông bỏ, có thể thanh lọc tâm, đủ các thứ là nó liên quan đến trí tuệ hết. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải làm sao? Có định. Và có định, không có định, không có tuệ. Tập cứ lơ vào, lơ vơ, không có liên tục á. Gián đoạn, không có tỉ mỉ, không liên tục á. Không có trí tuệ, không có định đâu, không có định, không có tuệ đâu. Tuệ này là tuệ mình sát đó, tuệ này là tu tuệ đó, chứ không phải tuệ có vị nghe đấy, có vị về cãi nhau trí tuệ là tôi biết vô thường là gì, khổ là gì, vô ngã là gì rồi, cái này chả gì biết gì giúp cho các vị. Người ta chửi xong một câu lên nhảy dựng tức tức lên ngay lập tức, chả có cái gì khác mà ngu thế mà nói được thế mà nhảy lên thôi, chả có cách nào khác giúp các vị. Vì cái mình sát các vị chưa có chánh niệm tỉnh giác liên tục, nó chưa có cái nghiệm từ tỉnh giác hôm qua thì khó rồi, nhớ lên thôi chứ bây giờ nó đang nói gì chả có tỉnh giác gì cả. Chứ chưa có tỉnh giác thì phiền não nó nhảy ngay vào nó chiếm chiếm đoạt tăng lên làm thế. Như vậy là chúng ta trả lời xong cái câu hỏi là lúc con ngồi sanh thiền đau quá làm thế nào để làm cho đau hết đau nhất, biết cách chưa? Sao muốn cho hết không đau nhất thì đừng có thiền nữa thôi. Đã thiền thì phải có cơ hội để thực chứng cái đó, để quan sát nó đi, đến lúc nào mà không chịu được nữa thì chúng ta thay đổi tí chút, thì có chánh niệm trong lúc rút lui đó, lấy dứt là bắt đầu lại đánh trận tiếp trận khác, đừng có đầu hàng thế thôi. Thế đừng ngồi thiền rồi cứ bảo đừng hết đau rồi xong có người còn niệm bảo con niệm mãi mà chả hết đau rồi. Cứ niệm niệm đọc thấy trong sách của người ta dạy, người ta bảo là cứ niệm rồi quan sát nó hết đọc chả đi hết gì cả. Nó có lúc nó hết, có lúc nó không hết, có người hết, nó có nhiều cái lý do lắm, chúng ta phải đối diện nó nhé. Khi cố nhìn vào đau nhức thì hết, vẫn người này thì hết, nhưng lại thấy bụng phồng xẹp rất nhanh và mạnh. Xin sư dạy chỉ dạy thêm, có gì mà dạy thêm. Nó nhanh, nó mạnh thì biết nó nhanh, nó mạnh, nó vậy đó. Nó vô thường mà. Lúc trước thì nó không nhanh, không mạnh, bây giờ nó nhanh, nó mạnh. Vô thường nó ở đấy chứ sao nữa. Nó học cái gì ở đây nữa, dạy cái gì? Hả?
Rõ chưa? Có như nào thì thấy nó như vậy. Hả? Hả? Đừng có tìm kiếm thì đừng có thắc mắc rồi cứ quan sát thấy như nào bên như vậy hết. Cái đó chính là vô thường đó. Lúc trước thì làm sao? Nó không nhanh, nó mạnh. Bây giờ làm sao? Nó nhanh, nó mạnh. Đó, trí tuệ bắt đầu quan sát thì biết. À, lúc thì nó thế này, lúc nó thế kia. Lúc thì nó đau, nó nhức, lúc nữa nó hết, lúc nó còn. Lúc nó niệm quan sát thì nó hết, lúc niệm quan sát nó không còn. Đấy chứng tỏ là gì? Vô thường này, vô ngã này. Mình có điều khiển được đâu. Hay là mình cứ niệm nó hết. Thế thì cứ ngồi đây mà niệm cho nó hết đi. Đó để làm gì? Niệm hết làm gì mới được biết. Chúng ta cứ chạy hết cái chuyện nọ từ cái khổ nọ sang cái khổ kia, trốn tránh cái nó thì đi muôn đời muôn kiếp. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi. Sắp hết giờ. Trong lúc thiền, con thiền tọa và thiền hành, con cố gắng quan sát liên tục và liên tục và tỉ mỉ độ phòng xẹp, nhưng con hãy dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, sau đó tỉnh liên tục. Cứ buồn ngủ dễ tỉnh liên tục. Con hỏi tình trạng của con là tốt hay xấu, có thể cải thiện được không ạ? Câu hỏi có ai trả lời được không? Hả? Con hỏi tình trạng của con là tốt hay xấu? Hả? Hả? Nó như thế nào người ta chấp nhận nó như vậy đi. Hả? Và chúng ta làm sao? Gieo cái nhân mà khắc phục nó bằng cách làm sao? Kiên nhẫn, kiên trì, mở mắt ra, đừng có thối lui, đừng có vun bồi những cái phẩm tính khác đó. Nhân tính, cái phẩm tính tốt đẹp khác, cái tâm tính tốt đẹp, thiện tâm khác ấy, chúng ta phải tranh thủ những cơ hội đó. Nhưng lúc đó chúng ta thực sự tu tập được nhé. Tức là gieo cái nhân làm sao? Kiên nhẫn, kiên trì đối mặt với cái đó. Rồi thì làm sao? Gieo những cái nhân khác, tức là không đầu hàng ngay. Có người thì cứ chịu trận luôn, có người ngủ luôn, có người thì bỏ cuộc, không tu nữa. Thì chúng ta gặp khó khăn, chúng ta lại chúng ta mở mắt ra, dụi mắt. Rồi làm sao? Rồi điều chỉnh thân, rồi nó lại gục, lại mở mắt ra, lại điều chỉnh thân. Chúng ta không phải là ấy đâu, chúng ta đang gieo cái nhân của cái tâm tích cực, buôn bồi cái nhân của cái tâm tích cực, nó gồm các cái gì? Không có đầu hàng, không có dễ ruôi, kiên nhẫn, nhẫn nại, theo đuổi nó có lòng tin và pháp. Chúng ta buôn bồi cái tâm tính đó nhé, trong lúc thiền với những cái trường hợp như thế này nhé. Và chúng ta phải biết cách để vượt qua bằng cách không phải vượt qua để cho nó hết đâu, mà vượt qua để chính nhờ cái sự cố gắng vượt qua đây chúng ta đang vun bồi các cái thiện tâm tốt đẹp để chúng ta phải cố gắng tranh thủ những cái lúc các trường hợp như vậy. Và chúng ta thường sinh là chủ yếu đó, cái đó là về sau các vị sẽ biết, nó không phải nó gồm có năm cái thằng giặc, năm cái triển cái, chừng nào mà diệt được năm cái triển cái là chúng ta bắt đầu bước vào định, bắt đầu là có cơ hội có tuệ xuất hiện. Năm cái triển cái là gì cô nhớ? Tham, sân, hôn, trầm, thủy, miên, trạo, cử, hối, tiếc, hoài nghi, thường xuyên nó có mặt. Chúng ta là tu tập để bằng cái chánh niệm, tinh tấn, tỉnh giác ấy, để làm sao đè nén nó, có chánh niệm đè nén, có định nó đè nén được năm triển cái nó xuống, nó nặng và nó lặn vào trong, nó chỉ ngủ ngầm thôi. Nó chỉ sinh ra những lúc trường hợp đặc biệt thôi. Còn cái nhổ tận gốc của nó thì phải có đạo và tuệ, đạo quả của mình, nhờ có minh sát dẫn đến đạo quả nó nhổ tận gốc được. Thế cái bậc thiền của vị a la hán, bậc giác ngộ a la hán thì nó chấm dứt hoàn toàn tất cả những cái phiền não, nó sống ngầm hoàn toàn bởi kiến sự. Còn ngay là cái bậc thánh đầu tiên, bậc dự lưu, nó chỉ làm sao diệt trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, còn tham sân thì vẫn còn chút. Bậc thánh thứ hai thì tham sân làm gì? Yếu lượng, nó đi yếu, suy yếu, chưa nhổ tận gốc được. Và tận cái bậc thánh thứ ba bất lai, năm cái triển khai đấy, trong nó có tham sân nó mới nhổ tận gốc dễ được, không còn nữa. Chứ còn các vị chưa phải là bậc thánh thì đương nhiên tất cả những thứ nó sẽ còn nhiều lắm. Và chúng ta chính vì thế chúng ta tu tập, không phải một ngày, không phải một buổi, không phải một tuần, một tháng, mà chúng ta làm sao liên tục, bao giờ chúng ta đạt được thì thôi. Thế thôi, chưa đạt được thì chúng ta làm sao? Với sư thì mỗi câu làm lại, chả có câu nào khác.
Cha có bài nào mới hơn cả. Chứ làm lại giáo sư cứ con đường đấy, cứ bắt tư niệm xứ cứ bám chặt và cứ thế làm lại, lại bước thêm bước, lại bước thêm bước này. Chưa được, tức là chưa đến đích, thì chưa đến đích thì ta bước tiếp, thì có gì đâu. Đừng có kêu ca, đừng có phản nàn, đừng có chê, đừng kêu trách móc, đừng có hối hận, nói gì kẻ mất thì giận. Dạ thưa sư, con xin đảm lễ quy y Tam Bảo với thiền sư, vì con chưa quy y với vị sư nào khác được không ạ? Quy y nhé, là với Phật Pháp Tăng, không phải với thiền sư. Nghe rõ chưa? Chúng ta đặt niềm tin, tin cậy, quy y nương tựa vào Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Và ở đây sư nói với các vị là tăng đó, cái từ ở trong Việt Nam đó nó bị lẫn, vừa là tập thể tức là sangha, vừa là cá nhân vị sư, ai gọi sư là tăng, ví dụ không phải tăng đâu nhé. Quy là không phải quy tăng là theo cá nhân đâu nhé, mà quy tập thể, một cái tập thể có ít nhất là 4 vị tăng trở lên, 4 này lẫn cái từ tăng, 4 vị tỳ khưu trở lên, và ngồi với nhau sát nhau này này, không quá hai các tay này này mới gọi là tăng. Một vị mà ra kia ngồi, ba vị ngồi đây, đừng có nói đến tăng ở đây nhá. Mà ba vị ngồi đây, một vị ngồi kia đó, thậm chí hai vị ngồi kia, năm vị tất cả đấy, năm vị đó mà ngồi như thế này, không phải là tăng, tăng đoàn đó, sang Nga đó. Và khi không phải tăng gà, không có khả năng làm một số các cái chức năng Phật sự, cái oai lực, ví dụ như là làm lễ thọ giới cho một vị lên bậc bề trên là trở thành tỳ khưu, ví dụ như thế. Không bao giờ, dù là hai bậc kia là bậc thánh, hai bậc, hai vị A-la-hán, đây ba vị thánh, năm vị thánh đi chăng nữa, không phải là sang ra, không phải là tăng. Mà năm cái vị mà chẳng phải thánh thần gì cả đó, ngồi với nhau sám hối, làm cho trong sạch, ngồi với nhau, tăng đoàn. Và tăng đoàn này uy lực hơn năm cái vị kia, năm vị thánh kia ngồi, mỗi người ngồi một chỗ, khác nhau chỗ đó. Các vị từ nay các vị nhớ được, nhà mình nó cứ phân biệt lẫn lộn như vậy giữa tăng là tăng đoàn với tăng là tăng các vị sư, là các vị cuối cùng nó cứ lẫn lộn, nó không biết là tôi chỉ quy Phật này pháp thôi, tăng thì bây giờ toàn là tăng không giữ giới, không phải toàn là phàm tăng, không phải thánh tăng, tôi không quy đâu hả. Tăng đấy là nhầm đó, tăng đấy là cá nhân, không phải chúng ta tuy là quy gì, tăng đoàn, tập thể, tập chức, hai cái nó khác hẳn nhau. Mà các vị cứ lăn tăn mấy cái việc, đấy thôi, chỉ tự quy y Phật thời pháp thôi, tăng thì không quy y. Hiểu sai đó. Ở ngôn ngữ nước mình này mới bị cái việc đó rồi. Các ngôn ngữ các nước khác là không có chuyện tăng là tăng, sư là sư, nó không có lộn với nhau đâu. Sangha là sangha, community là community, monk là monk, không có lẫn lộn hai thứ đó. Mình ở nhà mình lẫn lộn hai cái thứ đó. Rồi bây giờ còn phát sinh ra mấy cái thứ tăng nữa cơ, tăng thân, tăng thiết gì đó, lộn xộn tất cả một cả những người sống với nhau cũng gọi tăng hết, đó là loạn trình độ hết cả lên. Mọi người cứ lẫn lộn những cái khái niệm, bây giờ đến khi nói không biết đằng nào một lần cả. Rồi cứ dẫn dắt những cái thứ đó này, nguy hiểm lắm, đưa ra những khái niệm mới như vậy, nó có sẵn như thế thì không theo, không làm rõ, cứ đưa ra những khái niệm mới của riêng mình thì bắt đầu mọi người theo. Mọi người làm lộn, lẫn lộn, lúng tung cả lên, làm rối tung hết cả lên rồi, khó lắm. Cho nên là muốn quy Tam Bảo thì là sáng mai nhé, lại cái buổi sáng đó nhé, lại tất cả mọi người sẽ quy và thọ giới nhé, buổi sáng. Thì tạm thời chúng ta kết thúc ở đây, và trước khi kết thúc chúng ta lại hồi hướng công đức, chúng ta tụng sau cái phần pháp thoại. Bây giờ cái truyền thống Theravada của chúng ta là một cái sự phát nguyện và hồi hướng. Trang 40 tụng sau pháp thoại. Imaya Dhammanu Dhamma Pati Patiya Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapati Patiya
Dhammam Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Ý, với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Matapitaro Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acharye Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính mẹ cha. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Chúng ta sẽ bày tỏ lòng biết ơn sự tôn kính của chúng ta đối với Phật Pháp Tăng, cha mẹ và thầy tổ bằng cách để thực hành theo đúng giáo pháp nhé. Giáo pháp thời chánh pháp của chúng ta đã được nghe và thực hành ở đây. Tiếp tục. Adhimaya Patipatiya Charamaranama Parimuchi Sami. Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame Punyam Asawa Kaya Waham Hotu. Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame Silam Maga Pala Nyanasa Pachayo Om Tu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imano Punya Bhagam Sabba Sattanam Dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh. Sabe Sata Sukhita Om Tu. Mong tất cả chúng sanh khỏe mạnh và an vui. Sabe